Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game. Ok. Uầy, ạc này nhận hết quà rồi hả ta? Quá trời luôn, quá trời luôn. Nhưng mà nó chưa nhận có tân thủ. Ok. Ok. Ủa, quà cáp đồ ở đây nó nhận hết chưa ta? Ok, lâu lâu mình chuyển về. Đây còn y nè bồ. Trời ơi, quà cáp còn y. Đây đây. Uầy, ạc này không biết tạo hình nào luôn. Vô tính review nhẹ qua con game này. Cái tự nhiên cái thấy có cái ạc này. Heo thử mấy cái ạc mới không được. Cái heo vô cái server cái ạc cũ. Ạc cũ thì nó có cái server cũ. Thì server cũ thì chúng ta có cái ạc cũ mà không biết là chúng ta đã nhận quà chưa. Mà vô tình hình như là chưa các bạn ơi. Để coi. Đến với thông tin server cái đi rồi chúng ta bàn về con game này tiếp ha. Game này thì chắc quá quen với nhiều anh em rồi nên là anh em nào cũng biết hết rồi. Đây, tí quay lại nhận quà sau. Tây Du Đại Chiến. Hình như lâu rồi chúng ta chưa tới bản Tây Du Đại Chiến hả ta? Khai mở S12 Tây Du Đại Chiến. Vượt 82 kiếp nạn thỉnh chân kinh vào 10 giờ ngày 31 tháng 10. Chơi game tại tayyudaichiến.com. Tặng tân hữu 2 triệu kim nguyên bảo, 100 triệu kim tệ VIP 15 S VIP 10 bộ gift code tân hữu đường tăng ngộ không bát giới sa tăng. Rồi code ngày gì đây nữa nè. Group Zalo nè ha. Event nhân 5 xu nè ha. Event long tin like xe nè ha. Nhận 20.000 xu cho 5 bạn nhanh nhất. Quà cố định là 1.000 ngẫu nhiên bồi dưỡng đan. 1.000 ngẫu nhiên tiến giai đan nhân vật, tiến giai đan chuyển sinh gì đó. Hú cửi gì đó ai biết. 500.000 kim nguyên bảo. Skin 3SR. Mưu rương. Lưu ý tài khoản chỉ nhận được một lần like xe vậy nè. Đó, quà tặng thêm nè ha. Ok, event đua top lực chiến 7 ngày. Top 1 500 triệu kim tệ, 25 rương đồ UR 10, 50 thẻ A-ship, 100. Vậy đây, mới có event tiên tri nè. Tặng anh em tham gia. Tham gia là được 3 rương 3SR cộng 3.000 thiên thủ khiến. Còn nếu trúng là được 20 rương 3SR cộng 10.000 thiên thủ khiến. Ngon. Chơi là có quà nha anh em ơi. Game cũng ít anh em chơi nên là cái này là anh em vô rồi chắc theo nghĩ là lụm được top dễ á. Rồi, nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải làm cái công tác tư tưởng đó là đi nhập code cái đã. Này, hạt này nằm ở S8 các bạn ơi. Còn mấy server kia không hiểu sao mà heo vô không được ha. Chắc nó bị kẹt cái server mới rồi. Giờ mình nhập cái code nào cũng được nè. Ok, uầy, có quà, có quà. Uầy, có thư, có thư. Trời ơi, đây, hệ thống. Ok. Uầy, được. Thấy nhận được thư là thấy vui rồi các bạn ơi. Game này thì khá quen với nhiều anh em. Đó, thì hôm nay thì chúng ta cũng đổi gió. Trước thì chúng ta chơi quanh bích đồ này nọ ha. Nhưng mà lâu lâu thì chúng ta cũng đổi gió về một số con game free nhẹ ha. Đó, và đây là một trong những con game mà vô là nó kéo chúng ta lên là S-VIP 10 đồ các kiểu con đà điểu luôn. Nay có code mới nên là để dành code mới đi chứ tí ăn. Ok, mấy code này là đồ cũ nè ha. Đó, cái đồ này là anh em quen mặt quá rồi, tôi gọi là quen mặt đặt tên luôn đấy chứ. Rồi, ok. Ở đây chúng ta có code ngày S12 31 tháng 10. Ok, wow. Nếu vậy thì có 30 tháng 10 không? Ok, không có. Vậy nếu mà S11 chứ. Hoài cũng không có luôn. Ui, vậy chắc code này cuộc dạng là mới anh em ơi. Wow. Ôi, có 5 rương skin nữa nè. Ôi, thơm.
Đấy thì nó chạy nhiệm vụ rồi này nọ thì lên nhận quà đồ thôi. Game chơi vui vẻ dễ chơi, Android, iOS gì đều chơi được mà nhẹ nữa các bạn ơi, chơi không cần cài đặt vào máy ha. Ủa, cài đặt vào máy là xóa rồi này nọ công ha. Nên trên tinh thần đó thì ban quản trị đã làm một con game mà anh em không cần mà phải lăn tăn tới việc mà chơi game mà cài vào máy tốn dung lượng, hay là chơi game là phải hỏi admin coi game này bao nhiêu ghi, bao nhiêu dung lượng, sợ đang chơi đang cài mà nó full á. Rồi không có, không có. Bản này là chúng ta có luôn. Đó. Rồi, nhận quà nãy giờ là xong. À còn. Từ từ, nhưng mà từ từ để ok, S5, S6, S7, chủ nhật thứ 9, thứ 10. Ok, còn nữa không? Trời ơi, nhiều vậy. Ok. Đó, lụm chiền. Đó, lụm chiền. Đó, đó, lụm chiền nữa nè. Đó, ok, thần binh. Đó, sờ kin luôn. Ok, thời trang đồ này nọ rất nhiều các bạn ơi. Rồi còn nữa. Mà giờ ra nhập cái code ngày cái. Code ngày nó nằm ở đây ha. Đây. Hay ship kim nguyên bảo rồi tiên ngọc đồ cái kiểu con đà điểu luôn. Đó, lụm. Rồi đây cái nữa. Đó, nhận luôn. Rồi đây kim nguyên bảo su hay ship đồ nè ha. Đó. Trời, chơi game tiện lợi vậy thôi còn đội gì nữa. Đây đây đây, để theo đi pha sữa cho con rồi quay lại tiếp nha các bạn. Rồi chạy nhiệm vụ xong được mớ rồi nè các bạn. Trong thời gian mà đi pha sữa rồi cho con thì xong được mớ rồi đó. Rồi đây, ok. Ui, khoái mấy cái ải mà nó dài dài vậy nè các bạn. Sao nó có mấy đứa hỗ trợ kìa ha. Rồi bây giờ xong ải 10 nữa là đẹp luôn. Ok, đó, ải 10 nữa là chúng ta có thể auto cho nó tự chạy rồi ha. Đấy, thì con game này anh em cũng quen quá rồi ha. Nên là đó, đấy, mở auto thì nó tự chạy. Ừ, mấy cái rương thì hồi nãy chúng ta ăn hết chưa ta? Ba lô thì phải lưng bao nữa ha. Đó. Ở đây thì đây, sử dụng cái này. Sử dụng luôn cái này. Thời trang, skin. Tùy anh em ha. Anh em muốn chọn cái nào thì chọn, không thì chúng ta sẽ chọn mỗi thứ một con ha. Đó, tùy anh em. Nhưng mà sẽ có một số con là chúng ta không ăn được nha. Đó, ok. Đó. Con này mình nhận chưa ta? Như chưa. Ở bên này còn nữa nè. Bên này còn bet, còn đồ nữa. Còn cái này thì đủ level 500 gì đó mới nhận được. Rồi cộng sự sợ kinh đây. Đấy, trời ơi. Ủa, còn hai đứa kia đâu? Mấy ông thấy luôn, ảo thật đấy. Hợp tác nữa. Ok. Rồi, mấy con này thì mấy ông thấy đâu hết. Ở đây nhận quà ớt VIP. Còn ở đây nữa hả? Ok. Đấy, game này thì nó nhẹ, với lại nó không có bị lắc liếc gì hết nha các bạn. Đấy, kiểu cho anh em dễ chơi, dễ cày cuốc rồi ha. Game nhẹ nhàng, sâu lắng, không cần cài đặt. Đó, game đồ họa vẫn đẹp. Đó, tầm bảo nha, cha đồ ha. Bét biết đồ, đó, skin đồ. Được nhất là thấy cái skin đó các bạn. Hết cây rồi. Đây còn mà. Ơ kìa bộ. Trên nãy thì ra kim nguyên bảo được cái kiểu con đà điểu ha. Tầm bảo phúc lợi, thử thách đây, trời ơi, quà tích lạp nữa rất nhiều luôn. Nó như là còn một cái quà nữa mà heo không nhớ nó là tên gì. Đọt bảo hoa phúc lợi ta, không, phúc lợi này là bình thường này, không phải luôn, bạn này vòng quay rồi. Hay là ủy viên. Cái này vé sao nhiều vậy. Ủa 8 vé. Ok đấy. Ui, nhận được nữa nè, hết chưa? Đi phó bản đồ này nọ.
Và theo nhớ là nó còn một cái rương quà nữa, nó nằm ở đâu ở đây mà bây giờ auto rồi không thấy. Thôi anh em nào có chơi thì tải về trải nghiệm á. À không, bấm vô là trải nghiệm luôn chứ tải gì nữa các bạn. Đấy, thì game thì theo nghĩ chắc giờ nó up bin rồi đó các bạn ơi. Anh em nào có chơi thì kéo về quẩy ha. Đây, mở ngu ma dương lên luôn. Ok, 5 con ngu ma dương luôn ha. Đó. Hồi nãy có vé 2 hả? À, vé 10, 6 vé 10. Ok, tương đương với lại 60. Mấy cái này thì đủ level nó mới cắn được nha các bạn. Ủa, ăn luôn rồi hả? Rồi cái này chưa đủ level. Cái này 100, cái này 500. Thì cái này chắc là 600. Đó, đủ level là cắn thôi anh em. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Ủa, tưởng đâu, à mấy con này 100 mấy, hôm qua 100 mấy mới ăn được. Trời ơi.